Miên của kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Tất cả diễn biến dịch COVID-19 ngày hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ ngắn gọn trong nội dung bản tin ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lên phương án cho học sinh đi học trở lại sau ngày 15 tháng 10. Báo động Đà Lạt, Tây Nguyên có thêm ca mắc mới COVID-19 trong biển người về quê. Thông tin mới nhất về lễ tang của ca sĩ Phi Nhung và con gái nuôi đối diện với bão dư luận. Thời tiết thất thường, miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh, Bộ Công an huy động 6.000 cán bộ chiến sĩ ứng phó với bão số 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phương án mở lại các trường học cho học sinh đi học trở lại từ ngày 15 tháng 9. Dù đã xác định việc học trực tuyến có thể kéo dài trong học kỳ 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận định có thể mở cửa lại các hoạt động phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9. Cần tính toán cho học sinh quay lại trường, tuy nhiên phải xác định an toàn phòng chống dịch COVID-19 thì mới xây dựng được kế hoạch mở cửa trường học. Về lộ trình thực hiện mở cửa trường học sau ngày 15 tháng 9, trong tờ trình với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án ở bậc mầm non, trường học ưu tiên chỗ học cho trẻ mẫu giáo và chỉ nhận giữ trẻ trong địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập hoạt động đúng quy định, đảm bảo an toàn. Thời gian đầu, các trường mầm non không tổ chức ăn sáng, bố trí thời gian đưa đón trẻ lệch giờ. Đối với những giáo dục phổ thông và thường xuyên, các địa phương sẽ tận dụng tối đa khoảng thời gian vàng, ưu tiên cho các lớp 1, 2, đầu cấp và cuối cấp. Trước đó, theo thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học trước đã có 151 cơ sở mầm non ngoài công lập đã giải thể. Nhưng theo bà Lương Thị Hồng Điệp, trưởng phòng mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nếu tính thêm 6 tháng từ đầu năm nay thì con số này có thể tăng hơn rất nhiều. Việc mở cửa trường học đối với trường mầm non theo bà Điệp sẽ do lãnh đạo sở tính toán, nhưng với tình hình hiện tại, thành phố khó lòng mở được hoạt động như trước đây mà có thể phải dựa trên các tiêu chí đánh giá, vùng nào an toàn sẽ mở cửa từ từ. Mới đây, Sở Y tế Đắk Nông thông tin trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 2.117 trường hợp, đang điều trị 583 trường hợp, 1.519 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và 15 trường hợp tử vong. Đáng chú ý hơn là chùm ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm 14 người tại huyện Cư Mờ Ga. Ổ dịch này có yếu tố dịch tễ liên quan đến khu chợ dân sinh tại xã Cuông Đắc. Trước đó, bà LTL trú tại thôn Phú Thành, xã Ia Đơ Rơng, buôn bán tại chợ Quốc Đăng, tới bệnh viện khám và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đã truy vết phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính, trong đó có cháu của bà L đang học lớp 5 tại trường tiểu học Phan Bội Châu, xã Ia Đơ Rơng. Nhiều học sinh và giáo viên có liên quan đến các ca mắc COVID-19 phải cách ly tập trung. Sau đó, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận các mẫu liên quan đến bà L, phát hiện thêm nhiều trường hợp ở các thôn buôn trên địa bàn xã Quang Đăng. Tại Đắk Nông, ngày 8 tháng 10 ghi nhận 9 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca mắc tại cộng đồng, là F1 của ổ dịch huyện Đắk Song. Ổ dịch này được phát hiện khi đêm ngày 6 tháng 10, ngành y tế huyện Đắk Song xét nghiệm sàng lọc chủ quán ăn dọc đường quốc lộ 14, phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn 11, xã Nâm Gia Giang. Sau đó, khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các khu vực lân cận, đã ghi nhận 9 trường hợp F0. Hiện 6 người từ các tỉnh về phía Nam, đi về quê, đi qua địa phận tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk rất đông, có ngày lên tới 10.000 người. Để tránh lây nhiễm dịch bệnh, Ủy ban nhân dân Đắk Nông chỉ đạo các ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến quốc lộ 14 thuộc địa phận của địa phương, đóng cửa tuyệt đối các quán nước, cà phê võng hoạt động trái phép trên quốc lộ tuyến 14. Theo ngành y tế Tây Nguyên, đây là ổ dịch phức tạp, xuất phát từ hộ kinh doanh buôn bán nên từng tiếp xúc với nhiều người. Qua khai thác dịch tễ, các trường hợp mắc COVID-19 đều có tiếp xúc với tài xế xe tải, xe khách từ vùng dịch trở về. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát thông báo khẩn về việc tìm người có mặt tại 22 địa điểm nguy cơ liên quan trường hợp mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện chùm ca mắc COVID-19 rất phức tạp, chưa rõ nguồn lây tại khu vực làng Hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng phối hợp với các ngành chức năng và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Lạt triển khai các biện pháp điều tra, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khử khuẩn để kịp thời kiểm soát, khống chế chùm ca bệnh COVID-19. Tính riêng trong đêm ngày 7 tháng 10, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân tổ dân phố Vạn Thành, thành phố Đà Lạt, phát hiện tổng cộng 25 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó 23 ca có địa chỉ thường trú tại Vạn Thành, 1 ca ở phường 11 và 1 ca ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Việc xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Lạt khiến nhiều người rất bất ngờ, chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh này.
Hôm qua ngày 8 tháng 10, cố ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Danh hài Việt Hương đã đứng ra lo giấy tờ, chịu trách nhiệm đưa cho cốt của cố nghệ sĩ về Mỹ trong ngày hôm nay. Trên trang fanpage chính thức của ca sĩ Phi Nhung, admin đã chia sẻ: "Chị đã mỉm cười và bay đi, dù không thể về bên con gái Wendy trong hình hài nguyên vẹn như ước nguyện của con, nhưng ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên chuyến bay cuối cùng để về bên con gái." Thi hài nữ ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Đông đảo người hâm mộ theo dõi chị trực tuyến chương trình tưởng nhớ ca sĩ tại Mỹ. Hiện cho cốt của chị đang được cùng nghệ sĩ Việt Hương về bên con gái Wendy. Tang lễ sẽ được cử hành tại Mỹ khi cho cốt của chị về đến nhà. Chị đã được về nhà sau thời gian dài chờ đợi. Những nỗi niềm từ nay khép lại, chị về trời với sự an yên. Mới đây ngày 9 tháng 10, ekip của nữ ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ lại những hình ảnh trong buổi lễ hỏa táng vô cùng xúc động. Tại buổi lễ, các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung cũng đã xuất hiện, một trong số đó là Đức Hiếu đã ôm di ảnh của mẹ. Tất cả những người con có mặt đều đeo khẩu trang cẩn thận, đảm bảo đúng quy tắc 5K phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, nghệ sĩ Việt Hương đang đưa cho cốt của ca sĩ Phi Nhung về Mỹ để thực hiện tang lễ vào ngày 12 tháng 10 tới tại Chùa Huệ Quang, Mỹ. Thiêng Ngân cho biết, cô liên tục đăng ảnh Phi Nhung để tưởng nhớ về người mẹ đã khuất chứ không phải để đánh bóng tên tuổi như một số người suy nghĩ. Thiêng Ngân, con gái nuôi của Phi Nhung đăng tải hình chụp cùng nữ ca sĩ kèm theo những chia sẻ xúc động. Được biết, vì đang ở quê nên Thiêng Ngân không thể lên được thành phố Hồ Chí Minh chịu tang mẹ. Cô viết trên trang cá nhân: "Thế là mẹ đã mãi xa con rồi, con không tin đâu mẹ ơi, con không nỡ để mẹ đi nhưng con phải chấp nhận." Nhiều khán giả cũng không khỏi xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ của cô. Nhiều người động viên Thiêng Ngân sớm vượt qua nỗi đau này, tiếp tục học tập, rèn luyện để không phụ lòng Phi Nhung. Tuy nhiên, bài đăng của Thiêng Ngân cũng vướng phải những ý kiến trái chiều khiến cô phải lên tiếng đính chính. Cụ thể, một số tài khoản cho rằng con gái nuôi đang cố tình mượn hình ảnh của Phi Nhung để PR. Nói về vấn đề này, Thiêng Ngân cho hay: "Em thật sự muốn tiễn biệt mẹ lần cuối, sau này không còn được gặp mẹ nữa, em cũng ở xa, không có gì để thổ lộ. Em muốn mỗi năm nhắc lại em sẽ nhớ về mẹ, em ở xa mẹ nên em cũng đau lòng lắm. Em cũng không biết phải nói sao, nếu cả nhà muốn nói thì em cũng chịu thôi." Cô nói, trước đó Thiêng Ngân tâm sự: "Vì chưa được tiêm vaccine nên cô không thể lên thành phố Hồ Chí Minh gặp Phi Nhung lần cuối." Cô bộc bạch: "Em mong các cô chú, anh chị yêu mến mẹ em cũng như yêu mến em sẽ thông cảm và hiểu cho em." Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, từ ngày 10 tháng 10, nhiệt độ miền Bắc và Thanh Hóa giảm 4-5 độ so với ngày hôm nay. Thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi có nơi giảm dưới 18 độ C. Hoàn lưu bão Leon Rock kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến miền Bắc mưa to. Từ chiều ngày 10 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10, từ ngày 10-12 tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to. Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Tây Bắc Bộ có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, lượng mưa từ 100-250mm, có nơi lên đến trên 300mm. Khu vực Hà Nội từ chiều ngày 9 tháng 10 đến 11 tháng 10 mưa to. Từ ngày 10 tháng 10, trời bắt đầu chuyển nhiệt độ, thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ. Về bão Leon Rock, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, 10 giờ ngày 9 tháng 9, bão trên đảo Hải Nam Trung Quốc có sức gió mạnh nhất là 75 km/h, cấp 8, giật cấp 10. Ngày hôm nay, bão theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 10, bão cách Hải Phòng khoảng 90 km, cách Nam Định khoảng 100 km và cách Thanh Hóa khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất là 90 km/h, cấp 8 và cấp 9, giật cấp 11. Ngày 10 tháng 10, bão có khả năng đổi hướng theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ từ 15-20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào các tỉnh phía Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 22 giờ ngày 10 tháng 10, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thanh Hóa có sức gió mạnh nhất là 50 km/h, cấp 6 và giật cấp 8. Ngày hôm nay và ngày mai, trên biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 và cấp 7, phía Bắc có nơi giật cấp 8 đến cấp 10. Các tỉnh đất liền phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 3 và 4. Tại cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình về ứng phó với bão số 7 vào chiều ngày 8 tháng 10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, bão số 7 có thể mạnh nhất cấp 9 khi ở Biển Đông và trên vịnh Bắc Bộ. Khoảng chiều tối đến đêm ngày 9 tháng 10, bão đi vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. Với kịch bản mưa lũ như vậy, sẽ có khoảng 7 tỉnh Bắc Bộ, 33 huyện ở khu vực Bắc Trung Bộ có nguy cơ ngập lụt cục bộ và 32 huyện ở Quảng Ninh, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Để đảm bảo an ninh trật tự giúp người dân kịp thời sơ tán, đại diện Bộ Công an cho biết Bộ đã huy động gần 60.000 cán bộ chiến sĩ, trong đó 12.000 cán bộ công an tuyến xã ứng trực trong các tình huống. Các đơn vị đã sẵn sàng 5.000 phương tiện gồm cano, xuồng bè cùng tàu lớn để cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết. Thông tin nói trên đã khép lại nội dung về diễn biến dịch COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút subscribe ngay sau bản tin này. Hãy để lại những bình luận yêu thương để trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch.